Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Mình là Nhị Quang. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video thứ tư trong series dựng mô hình nhân vật nữ phong cách anime. Và nội dung của video lần này mình sẽ làm về phần thân dưới của nhân vật. Các bạn xem kết quả. Các bạn chọn hết cho mình phần viền, sau đó bấm E kéo đến vị trí rốn, tiếp tục bấm S, X để co giãn nó kích thước cho phù hợp, tiếp tục bấm E và di chuyển đến vị trí đùi, bấm S, X để co giãn nó theo chiều X. Các bạn chú ý làm lưới cho nó đều một chút, tiếp tục bấm E lần nữa. Kế tiếp chọn 4 điểm như thế này, bấm F để tạo mặt háng. Sau đó các bạn bấm Ctrl R để chia đoạn này ra làm đôi. Chỉnh sửa lại vị trí và bấm F, Y để co giãn cho phù hợp. Phần đáy háng hơi hẹp một chút và phần bên trên đùi hơi cong một chút. Chọn đường dưới háng, bấm Ctrl B để tách nó ra làm đôi. Nhớ chỉnh là sửa lại vị trí như hình. Chọn hết viền này, bấm E để tạo phần đùi. Bấm SZ0 để làm bằng bề mặt theo trục Z. Bấm F và di chuyển vị trí cho phù hợp. Di chuyển đường này lên cao để mình bấm Ctrl R thêm một đường ở giữa. Sau đó mình sẽ chỉnh phần mông cho nhân vật. Chỉnh lại các điểm để mông mình hình cầu. Mông còn hơi lép nên mình làm cho nó nảy nở một chút. Chọn phần ống chân, bấm E và kéo dài nó đến vị trí đầu gối. Chọn công cụ Cycle của Add-on Loop Tool để nó thành hình tròn. Giờ mình sẽ căn chỉnh nó cho phù hợp với ảnh. Như các bạn thấy thì chi tiết chỉ có nhiêu đó, này chịu khó luyện tập nhiều thì sẽ quen. Kế tiếp mình sẽ xử lý phần rốn. Chi tiết này khá đơn giản, các bạn bấm phím K và cắt cho mình như thế này. Sau đó các bạn bấm Ctrl R
ở trên và controller ở dưới, sau đó chọn hai điểm bấm phím Z để nối nó lại với nhau. Như thế này là xong rồi. Các bạn chọn điểm chính giữa và di chuyển vào trong, có thể di chuyển mép nó lại gần với nhau như thế này. Vậy là xong phần rốn. Sau đó các bạn chỉnh sửa lại các lưới cho đều đẹp. Giờ mình sẽ làm phần chân còn lại. Các bạn chọn hết viền này, bấm E tới vị trí đầu gối, dùng công cụ Circle của Loop Tool để nó thành hình tròn, bấm SZ0 để canh đều nó theo trục Z, sau đó xoay để cho các điểm trước và điểm sau nó trùng nhau. Bấm E lần nữa để qua vị trí đầu gối, bấm E lần nữa đến vị trí bắp chân, bấm E lần nữa qua vị trí bắp chân và bấm E lần nữa đến vị trí cổ chân. Bấm Numpad 3 chuyển qua góc nhìn bên và chỉnh sửa lại vị trí theo ảnh mẫu. Giờ mình sẽ xử lý phần đầu gối, bấm Ctrl-R lăn cuộn để tạo thành 3 đường. Sau đó các bạn chọn hai cạnh trên, bấm G 2 lần di chuyển lên trên, bấm S để thu nhỏ nó lại một chút. Chọn hai cạnh dưới và làm tương tự. Chọn hai đường bên trong, bấm G 2 lần và di chuyển về bên dưới. Bên trên cũng làm như vậy. Chỉnh sửa lại cho phù hợp với phần đầu gối. Di chuyển đến mặt sau đầu gối, chọn cạnh ở giữa, bấm G 2 lần di chuyển lên trên, chọn cạnh bên dưới, bấm G 2 lần di chuyển xuống. Sau đó chọn cắt đường, bấm SX và SI để tăng giảm tỷ lệ cho phù hợp.
Như vậy là xong nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Tạm biệt.